Em chào thầy, chúng em đến từ nhóm 11. Hôm nay chúng em sẽ demo về đồ án cuối kỳ của môn vật lý cho công nghệ thông tin. Em là Huỳnh Minh Bảo. Em Em là là Lưu Tuấn Quân. Em là Lại Lại. Minh Phú. Trong báo cáo ngày hôm nay, chúng em có 4 phần, sẽ trình bày 4 phần. Đầu tiên là bạn Quân sẽ trình bày về database. Thứ hai là bạn Phú sẽ nói về ThingSpeak Cloud. Thứ ba là em sẽ nói về Wookiee. Và cuối cùng là Phú sẽ show cái mô hình thiết bị của chúng em là OVI, tức là Overheat Insider, một thiết bị cảnh báo nhiệt độ cao bất thường. Và sau đây là phần thuyết trình của phần demo của bạn Tuấn Quân về database. Thì trước hết thì em xin trình bày là nhóm em có một cái là đăng nhập trước một một cái trang để đăng nhập, sau đó là mới hiện thông tin của các thiết bị. Thì chúng em xài đăng nhập bằng dựa vào xài database Microsoft SQL. Thì dựa vào cái node Microsoft SQL này thì chúng em đã cấu hình nó như sau. Thì server nó là localhost sẽ SQL Express. Localhost tức là tên tên của thiết bị hiện tại. Express, SQL Express là cái phiên bản chúng em đang xài. Thì username, chúng em xài mặc định là SA, mật khẩu là mật khẩu của nó như sau. Giao diện web của chị em sẽ như sau. Cái login nó sẽ như vậy. Chúng em sẽ login dựa vào username và password. Thì trước hết em sẽ đăng nhập thử. Chúng em có tạo sẵn những cái tài khoản rồi, thì chúng em sẽ xài username là bé bảo boy, mật khẩu là 123456. Cái thầy có thể thấy là nó như vậy. Sau khi em login thì nó sẽ hiện login successfully. Bây giờ thì ngoài chức năng là đăng nhập thì chúng em còn nhiều chức năng khác là quên mật khẩu và đăng ký tài khoản mới. Thì sau đây em sẽ thử quên mật khẩu. Quên mật khẩu thì cần phải nhập cái recover email và username và hai cái mật khẩu mới. Recovery email của chúng em sẽ là cái này. Username là mật khẩu mới em sẽ đặt là 123456 123458 123458. Sau khi thay đổi mật khẩu thành công thì em sẽ tiến hành đăng nhập lại để test coi nó có thành công chưa chưa. Thì sau khi đổi mật khẩu thì cái mật khẩu sẽ thay đổi khi em bấm select lại. Đây, cái thầy có thể thấy là nó đã đổi từ 123456 thành 123458. Đăng nhập thành công. Sau đây em sẽ tạo tài khoản mới. Tài khoản mới em có thể đặt là Quân 127, đó là Tuấn Quân gmail.com. Mật khẩu là như vậy. Sau khi em bấm register thì nó sẽ báo register success. Em return lại. Và trong database sẽ hiện cái tài khoản đó như nào, như sau. Thì em sẽ đăng nhập lại bằng cái tài khoản mới tạo.
success, log vào. Thì ngoài cái đó thì chúng em còn một tính năng nữa là sẽ lưu username và password của người đã đăng nhập trước đó lên cái web này. Login, login. Sau khi đã lưu mật khẩu thì giờ em sẽ bấm login, thì nó đã tự lưu mật khẩu rồi nên không cần bắt điền nữa. Như thầy thấy là nó đã login successfully. Phần trình bày của em đã kết thúc, sau đây là tới phần của bạn Phú. Ok. Xin chào thầy, em là Minh Phú và sau đây em sẽ thuyết trình về cách nhận nhận dữ liệu và đo nhiệt độ thông qua Teamspeak và Node.js. Thì đầu tiên em sẽ mở qua trang Project Workway của chúng em. Thì ở đây là trang Workway của chúng em. Thì như hiện tại, khi lúc ta chạy chương trình Workway này ở đây em sử dụng thiết bị cảm biến nhiệt độ để lưu trữ dữ liệu nhiệt độ cũng như là độ ẩm. Ở đây ta thấy đã connect với wifi và ở đây lịch sử của nhiệt độ. Ở đây em lấy từ Thingspeak Cloud của IoT để xem dữ liệu nhiệt độ cũng như là độ ẩm qua cái nắp rét. Rồi ở đây ta có thể thấy là Rising Cloud successfully là nhiệt độ 25. Thì khi ta qua Thingspeak thì ở đây nó sẽ hiện nhiệt độ là 25. Gọi là 25 độ C. Và khi ta qua trang web của Node.js thì ở đây dữ liệu của nhiệt độ cũng như là độ ẩm cũng sẽ được lưu dưới dạng thông tin khác với humidity, độ ẩm là 40 và nhiệt độ là 25. Ở đây cũng chính là biểu đồ của nhiệt độ ở bên Thingspeak. Ở đây chúng ta có thể thấy là dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được thể hiện dựa trên việc ta chạy chương trình Workway để lấy dữ liệu từ Thingspeak qua cho Node.js Dashboard. Ok. Em là Minh Bảo và sau đây em sẽ trình bày cách thức thực hiện của thiết bị chúng em OVI. Quay lại trang Workway thì cái này đã thấy đây là cái màn hình LCD để hiển thị nhiệt độ hiện tại, là đèn LED. Và khi nhiệt độ hiện tại nhỏ hơn 35 độ thì tức là nhiệt độ bình thường, đèn LED màu xanh đã cay. Rồi và khi chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút thì thầy đã thấy 44 độ, tức là nhiệt độ nó cao bất thường. Đèn LED sẽ chớp tắt liên tục màu đỏ và cái chuông báo động sẽ kêu liên tục. Và nếu mà nhiệt độ thấp hơn một chút, cái ngưỡng dưới 42 độ thì đây là nhiệt độ cao hơn mức bình thường và đèn màu vàng. Và nhiệt độ nãy giờ đã được lưu trên cloud. Có thể thấy bên đây cũng đã được lưu lên cloud, độ cao bất thường. Thì bên cạnh đó thì chúng em còn làm thêm cái nút reset là để tắt đèn và tắt chuông, reset lại cái thiết bị. Lúc này được sử dụng trong trường hợp giống như là báo động giả, ví dụ như là mình cầm cái vật gì nóng á, mình đi ngang qua cái thiết bị nó cảm biến được cái nhiệt độ nó cao quá, cái nó báo động lên á, thì mình có thể bấm tắt bằng tay hoặc là bằng ứng dụng. Thì từ web thì mình bấm reset. Thì thầy có thể thấy là trên màn hình LCD nó sẽ hiện chữ resetting và cỡ 5 giây sau thì nó sẽ thiết bị sẽ reset.
Thì trong trường hợp nhiệt độ nó chỉ hơi tăng cao thì bấm reset, nó sẽ không có gì xảy ra hết. Nếu trong cái trường hợp mà nhiệt độ nó cao vẫn an toàn như vậy, thì trong trường hợp này thông báo cũng đã được gửi về điện thoại. Thì theo như thầy có thể thấy là khi mà nhiệt độ nó trên mức nguy hiểm thì bên con AFTT nó sẽ gửi về thông báo như sau, là tiêu đề là oh shit, thầy gì nội dung là your house is smoking way too high at 53 degrees, nobody is around, với một cái hình như vậy. Thì 52 là nhiệt độ đo từ con DHT bên web quốc quyền. Và trong trường hợp này, nếu như mà mình bấm nút reset ở đây hoặc là trên web, thì nếu khi nhấn nút reset á thì nhiệt độ sẽ trở về bình thường, báo động nó sẽ tắt và đèn led chuyển thành màu xanh. Thì ở đây thì thiết bị này khi mà bấm nút reset á, thì nó sẽ lấy lại cái nhiệt độ hiện tại của môi trường. Cho nên là mình chỉ bấm nút reset khi mà kiểu sự cố cái nhiệt độ cao bất thường đó đã được giải quyết. Thì đây do lý do demo thì nhiệt độ luôn, chúng em chỉnh tay cái nhiệt độ môi trường đó, cho nên nó mới gặp chuyện như vậy. Sau đây sẽ là phần mô hình 3D của bạn Phú. Và tên cho hai em là Phú, và cuối cùng mình sẽ nói về mô hình 3D của những nhóm nghiên mô hình của thiết bị UVI Overheat Insider cái nhiệt độ cao bất thường. Thì đây là các mặt của thiết bị UV của chúng em, thì đây là mặt trước, mặt sau cũng như là mặt trái, mặt phải của thiết bị, bao gồm thiết bị này bao gồm có bốn mặt. Thì cụ thể hơn thì cái thiết bị OVE này bao gồm có logo của OVE được dán ở phía trên phải ngoài cùng thiết bị, đồng thời là một cái LCD hiển thị nhiệt tại lúc đó trong nhà của mình là bao nhiêu, và có một công tắc để tắt, để bật mở, để tắt mở, và cuối cùng là một cái đèn LED hiển thị đỏ, xanh hoặc vàng trong từng trường hợp. Đỏ nếu như nhiệt độ tăng cao ở mức nguy hiểm, vàng nếu nhiệt độ an toàn, và cuối cùng là xanh là nhiệt độ mức bình thường. Thì đây cũng chính là mô hình thiết kế 3D của nhóm chúng em, cũng không phải cầu kỳ. Sau đây em sẽ qua Fusion để nhìn rõ hơn cái thiết bị OBE của chúng em sẽ như thế nào. Thì ở đây là mặt của nó cũng như mặt sau, mặt trái, mặt phải, mặt sau. Ngoài ra thiết bị OBE của chúng em còn một điểm đặc biệt hơn, đó chính là thiết bị này có gắn gắn kiến để gắn kiến. Thì khi em xoay cái mô hình thì có bề mặt kính bao phủ ở phía ngoài để ngăn cách cái đèn LCD hiển thị nhiệt độ cho nó rõ ràng hơn. Và có thể nói đây là cái mô hình demo cuối cùng của các bị sản phẩm của chúng em. Và phần trình bày demo video của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.